Huyền Thu và Canh Sống Để Hạnh Phúc rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong video clip ngày hôm nay. Thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, Huyền Thu xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị vì đã luôn đồng hành và quan tâm đến các video của Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, tốt bụng là một đức tính mà ai ai cũng được dạy từ nhỏ. Tuy nhiên đến khi lớn lên, được trải đời và ngộ ra nhiều thứ, không ít người đã nhận ra rằng nếu đặt lòng tốt không đúng chỗ, chúng ta chẳng khác nào tiếp tay cho cái xấu hoành hành, thậm chí là còn hại mình và hại người. Giúp đỡ người khác vừa là thể hiện sự giáo dưỡng, cũng là để tích lũy phúc báo cho đời mình. Thế nhưng nếu giúp năm việc này thì hoàn toàn ngược lại, không những không tạo phúc cho mình mà còn đang vô tình hại người khác. Mời quý vị cùng đón xem. Nếu quý vị thấy clip này hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ đến người thân của mình quý vị nhé. Năm việc tuyệt đối không giúp kẻo rước họa vào thân. Thứ nhất, việc không nguy cấp. Nếu cách tâm của chúng ta tốt bụng, chúng ta thường không từ chối bất kỳ lời đề nghị giúp đỡ nào cả, từ việc lớn cho đến việc nhỏ, từ việc nặng đến việc nhẹ. Thế nhưng có những việc tuyệt đối không được gật đầu bất kể đối phương có thân thiết với mình thế nào đi chăng nữa. Việc không nguy cấp là một trong số đó. Nếu nhận giúp việc này, chúng ta đang tự hại chính bạn bè của mình. Hãy tự hỏi bản thân mà xem, có những việc không cấp bách và hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn hoặc đồng nghiệp, tại sao bạn và đồng nghiệp lại cứ thích đi nhờ vả mình? Thật ra chúng ta giúp cũng được thôi, nhưng cái giá phải trả là khiến họ dần dần hình thành tâm lý ỷ lại và chúng ta trở thành một kẻ bao đồng để họ thoải mái nhờ vả mọi lúc mọi nơi. Chúng ta cam chịu để bạn bè đồng nghiệp lợi dụng lòng tốt như vậy sao? Thứ hai, việc làm hại người khác. Nếu có người nhờ vả bạn làm những việc tổn thương đến người khác, dù có thân thiết cũng đừng nên mù quáng giúp đỡ. Đừng vì một phút nghĩa khí nhất thời mà để hối hận cả một đời. Bạn sẽ mãi mãi không biết được, cái bạn gọi là lương thiện, là người tốt kia sẽ gây tổn thương đến người khác như thế nào đâu. Trong trường hợp này, lòng thiện của bạn lại giúp người khác làm điều ác và chính bạn cũng đang làm điều ác. Thứ ba, việc tình cảm riêng tư. Những lời khuyên mà chúng ta hay đưa ra nhất mỗi ngày đa phần đều xoay quanh chuyện tình cảm. Ấy vậy mà các bạn đã biết hay chưa? Duyên phận là chuyện do trời định. Tình yêu hôn nhân là chuyện riêng tư giữa người với người. Trong khi đó, bản thân chúng ta chỉ là một kẻ ngoài cuộc, không thể nào biết và hiểu hết. Do đó, dù đồng nghiệp hay bạn bè xung quanh có đau khổ vì chuyện tình cảm hay muốn chúng ta cho lời khuyên, có nên yêu anh chàng này, có nên tán tỉnh cô bạn kia hay không, chúng ta cũng không nên nhảy vào cho lời khuyên, kẻo sau này có chuyện gì, bản thân mình lại bị vấn tội. Thay vào đó, hãy từ chối khéo. Con tim tình cảm vốn không phải là việc có thể dễ dàng được giải quyết bằng lý tính hay cảm tính của kẻ ngoài cuộc. Thứ tư, việc mình không có khả năng. Người xưa có câu, sức hèn chớ vác nặng nhiều, nói không trọng lượng chớ điều khuyên ai. Câu này muốn khuyên mọi người chỉ nên làm những gì mà bản thân có đủ năng lực. Cho dù muốn làm việc thiện cũng nên hiểu rõ chừng mực. Những việc nằm trong khả năng, có thể giúp thì cứ giúp. Những việc nằm ngoài khả năng, đừng miễn cưỡng bản thân làm gì. Vì cái tiếng người tốt, vì để giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, cố ép bản thân đi giúp những việc nằm ngoài tâm với, không chỉ tự gia tăng áp lực cho bản thân, mà còn mất rất nhiều chiến lực và thời gian, thậm chí có khi còn phản tác dụng. Biết cách từ chối cũng là một trong những biểu hiện của sự trưởng thành. Thực ra, không giúp những việc không thể chính là lựa chọn tốt nhất cho bản thân và người khác. Vừa không tự làm khó bản thân, lại có thể để cho người kia tự đưa ra một lựa chọn mới. Đây mới là biểu hiện trách nhiệm tốt nhất đối với bản thân và người khác. Thứ năm, việc liên quan đến tiền bạc lợi ích. Những người càng tốt bụng lại càng khó nhận ra ý xấu từ người khác.
Đa số rất nhiều người lương thiện sẽ không để ý, cũng không nhận ra bản thân mình đang bị người khác tính kế, lợi dụng lòng tốt của họ để làm chuyện xấu. Có đôi khi bạn dùng hết cả tấm lòng để giúp người ta, khiến bản thân mệt mỏi, người nhà bận tâm, nhưng đến cuối cùng lại chỉ nhận lại được sự phản bội, bị người ta cắn ngược một cái. Đây cũng là một trong những lý do mà con người trong xã hội ngày nay mang tiếng lạnh lùng vô tâm. Vì có quá nhiều sự lừa gạt, dối trá nên họ lựa chọn vô cảm với cuộc sống. Vì thế, những việc liên quan đến tiền bạc và lợi ích đừng nên tùy tiện giúp đỡ, phải biết thận trọng, suy xét rõ ràng. Quý vị thân mến, cuộc đời này có thể nói giúp đỡ người khác chính là đang giúp chính bản thân mình. Không có cho thì làm sao có nhận. Giúp đỡ người khác luôn là điều đáng hoan nghênh, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định trong thế giới nhiều sự gian dối và mưu mẹo như hiện nay. Có câu nói như thế này: những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, tôi được lợi gì? Giúp đỡ ai đó không phải là điều gì đó quá lớn lao, đôi khi không hẳn thể hiện lòng rộng rãi bằng tiền bạc, mà đơn giản chỉ là bày tỏ tấm lòng và hỗ trợ trong khả năng có thể. Nhưng đơn giản chỉ có giúp đỡ thôi, có lẽ chưa phải là điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm cho một người. Bạn có thể hỗ trợ họ một vài lần, nhưng không thể là suốt đời. Cách tốt nhất là hãy giúp người đó có thể tồn tại, cả những khi không có sự giúp đỡ nào của bạn mới được xem là đúng cách. Một ví dụ như thế này, một quả trứng chưa đến ngày nở, bạn lại giúp bằng cách đập quả trứng đó trước ngày nó chào đời, thì kết quả sẽ là gì? Quả trứng vẫn chưa thành hình thì đó là sự thất bại lớn, hoặc nó còn non nớt, không đủ sức chống lại với hoàn cảnh sống mới sẽ dễ bị tổn thương. Cuối cùng cũng không thể sống để tận hưởng những ngày đẹp còn lại. Đối với con người cũng vậy, bạn giúp ai đó nhưng cũng nên hiểu đâu mới là thời điểm phù hợp và nên cân nhắc giúp như thế nào cho đúng cách. Vì nếu một người luôn ngửa tay xin tiền thì họ sẽ không thể nghĩ được cách nào khác ngoài sự hỗ trợ của người khác, mà quên rằng họ cũng phải tự tìm cách cứu lấy mình. Cách giúp đỡ tốt nhất lúc này là chỉ cho anh ta cách dùng sức lao động chính bản thân để kiếm được những bữa ăn sau. Một hành động giúp đỡ người khác có thể thay đổi cuộc sống của một ai đó, nhưng nó cũng có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Nếu bạn giúp sai người, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội để giúp đỡ những người xứng đáng được nhận sự giúp đỡ. Ai cũng có khả năng riêng, và chỉ khi họ biết rằng phải dùng khả năng đó để nuôi sống mình, thì nhiều khi chỉ cần sự động viên của bạn để họ phát huy năng lực cũng là điều quý giá. Nếu có một điều tốt đẹp nhất ta có thể làm cho người khác, thì đó chính là hãy chỉ ra cho họ những thứ mà họ có. Dù thế nào đi chăng nữa thì việc giúp đỡ người khác cũng là điều nên làm. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không sống một mình, chúng ta sống với mọi người xung quanh. Vì thế không phải việc gì chúng ta cũng có thể tự mình vượt qua tất cả. Sức mạnh của nhiều người là sức mạnh không gì bẻ gãy được. Đừng từ chối sự giúp đỡ, cho dù nó đến từ phía bạn hay những người khác. Làm điều tốt cho người khác giúp bạn gia tăng lòng tự trọng và có sự thỏa lòng. Người ta vẫn hay nói, cho thì hạnh phúc hơn nhận. Vì thế, nếu gặp một ai đó đang cần giúp đỡ, đừng ngần ngại đưa ra lời đề nghị, tôi có thể giúp bạn chứ? Giúp đỡ người khác sẽ đáp ứng một nhu cầu cơ bản của con người là kết nối với những người khác, tạo nên sự biết ơn và tình bạn. Khoa học cũng đã chứng minh được sức ảnh hưởng của lòng tốt. Khi bạn làm một điều tốt như giúp đỡ người khác, bạn có một sự tự hào riêng về bản thân của mình. Bạn vui vì mình là một người vị tha và từ bi, nhờ đó bạn cảm giác tự tin, lạc quan và tin tưởng vào ý nghĩa cuộc sống. Giúp đỡ họ tức là bạn đang mang lại niềm hạnh phúc cho mình và thấy người khác quý trọng điều bạn làm. Hơn nữa, mọi người cũng sẽ đáp trả và giúp đỡ khi bạn cần sự tương trợ trong tương lai.
làm điều tốt giúp người khác có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hoặc về vật chất, hoặc về tinh thần, đôi khi cũng chỉ là để bạn nhìn thấy tinh thần mình được thanh thản khi thấy người khác mỉm cười. Vì cho dù bạn cố lảng tránh việc đó, nó vẫn khiến bạn áy náy khôn nguôi vì không hỗ trợ ai đó. Nhiều khi chỉ bằng một cử chỉ giúp đỡ đơn giản, bạn đã đủ làm cho mình cảm thấy sự bình an từ trong tâm. Ai cũng có lúc gặp khó khăn hoạn nạn, nên đừng bỏ mặc họ. Cuộc sống này không ai nói trước được điều gì, có lúc bạn sẽ gặp hoàn cảnh tương tự. Hãy chân thành giúp đỡ khi điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn. Giúp đỡ được người khác có nghĩa là bản thân chính chúng ta cũng đang tồn tại những suy nghĩ tích cực. Trên đời này, mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau, có nghĩa là chúng ta không đơn độc. Có nghĩa là mình cứ cố gắng giúp đỡ người khác, thì một lúc nào đấy mình gặp khó khăn, bế tắc, cần người giúp đỡ cũng sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ mình. Rất nhiều người tin vào luật nhân quả, thế nên nếu bạn mong người khác đối xử với mình như thế nào, thì hãy đối xử với những người xung quanh như vậy. Đến lúc đó, bạn sẽ an tâm, bình thản để sống. Khi bạn suy nghĩ tích cực, bạn sẽ có động lực hoàn thành tốt những vấn đề trong cuộc sống của bạn. Từ đó, bạn có cơ hội để giúp đỡ nhiều người hơn. Giúp người và được người giúp là những điều xảy ra trong cuộc sống, giúp ta có một cuộc đời vui vẻ, ý nghĩa, hòa đồng với những người xung quanh và mang lại nhiều giá trị tích cực khác. Vậy nên, có thể giúp thì hãy giúp. Nhận được giúp đỡ thì phải thể hiện lòng biết ơn, đừng bao giờ ngần ngại.